chào các bạn ngày hôm nay thứ Sáu ngày 8 tháng 5 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam có dùng lá bài chủ cho Mỹ thuê vịnh Cam Ranh. Biển Đông gần đây lại dậy sóng vì những hành động khiêu khích của Trung Quốc giữa mùa dịch cúm Vũ Hán đang diễn ra. Và đang có nhiều tin đồn rằng Hà Nội đang cân nhắc giải pháp cho Hoa Kỳ thuê dài hạn vịnh Cam Ranh hoặc một đảo nào đó ở Biển Đông để làm căn cứ nhằm đối trọng với các hành động gây hấn dồn dập của Trung Quốc gần đây. Và bản thân Trung Quốc trong thời gian vừa qua đã đâm chìm một tàu cá của Việt Nam và đồng thời gửi công hàm lên Liên Hợp Quốc khẳng định chủ quyền của mình. Giáo sư Carthay thuộc Học viện Quốc phòng Úc, Đại học Valles, một chuyên gia về các vấn đề Việt Nam, phân tích chính sách của Việt Nam và của Hoa Kỳ. Xem xét các diễn biến phức tạp ở Biển Đông có đủ nghiêm trọng để lãnh đạo Việt Nam phải sửa đổi chính sách quốc phòng và cân nhắc việc dùng con bài chủ cho thuê cảng Cam Ranh hay không. Cam Ranh là một trong các cảng nước sâu tốt nhất trong vùng, có tầm quan trọng chiến lược đối với Đông Nam Á và khu vực châu Á, Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương. Đây là hình ảnh địa thế của vịnh Cam Ranh trên bản đồ. Một bài báo trên tờ National Interest từng nói rằng căn cứ Cam Ranh có thể thay đổi cục diện ở Biển Đông và Việt Nam nắm trong tay con bài chiến lược có thể quyết định chọn nước nào trong các đại cường quốc đang nhòm ngó an ninh khu vực để cho thuê cảng Cam Ranh. Trong một bài viết đăng trên báo The Diplomat vào hôm 6 tháng 5 năm 2020, chuyên gia về các vấn đề Việt Nam, giáo sư Carthay thuộc Học viện Quốc phòng Úc đặt câu hỏi liệu tin đồn vừa kể có cơ sở hay không. Hiệp ước phòng thủ chung giữa Hoa Kỳ và Philippines đã có từ năm 1951, cho phép quân đội Hoa Kỳ hiện diện tại các căn cứ chiến lược của Philippines. Tình hình Biển Đông có lẽ đã khác đi nếu người Mỹ không rút ra khỏi lãnh thổ Philippines vào đầu thập niên 1990. Vì những mâu thuẫn dẫn tới việc đàm phán lại hiệp định phòng thủ chung khiến Mỹ đã phải rút ra khỏi Philippines. Sự vắng mặt của Mỹ trong khu vực từ đó đã tạo lỗ trống cho phép Trung Quốc bành trướng và mở rộng phạm vi ảnh hưởng để cuối cùng trở thành một mối đe dọa đối với các nước nhỏ hơn trong khu vực mà trong đó có Việt Nam. Vì mối đe dọa này mà Manila cuối cùng đã đề xuất một thỏa thuận cho phép quân đội Mỹ tạm thời có mặt ở Philippines, dẫn tới hiệp ước thăm viếng quân sự với Mỹ vào năm 1998. Và sau đó là thỏa thuận hợp tác quốc phòng tăng cường giữa Manila và Washington được ký năm 2014. Tuy nhiên, loan báo của Tổng thống Philippines Duterte sẽ chấm dứt hiệp ước thăm viếng quân sự với Mỹ sẽ tác động tới Biển Đông bởi vì khó có chuyện người Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động và hỗ trợ Philippines nếu nhân sự của họ không được bảo vệ theo các điều khoản ghi trong thỏa thuận. Đây là hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump bên trái và Tổng thống Philippines Duterte tổ chức một cuộc họp song phương bên lề hội nghị thượng đỉnh ASEAN tại Manila, Philippines vào ngày 13 tháng 11 năm 2017. Những khúc mắc trong quan hệ hai nước và chính sách bất nhất của Tổng thống Duterte đã buộc người Mỹ xoay sang các nước láng giềng. Và trong bối cảnh đó, các cơ sở tại Việt Nam trở nên hấp dẫn đối với Hoa Kỳ, dẫn đến nhiều lời đồn đại cho rằng Hà Nội đang cân nhắc việc cho Hoa Kỳ thuê dài hạn vịnh Cam Ranh hoặc một vài đảo ở Biển Đông. Giáo sư Carthay đã nói khả năng này bị hạn chế bởi chính sách 3-0 của Việt Nam ngăn cấm việc cho thuê cảng Cam Ranh hay các đảo đá ở Biển Đông. Chính sách đối ngoại và quốc phòng của Việt Nam dựa trên nguyên tắc 3-0 đã được ghi trong sách trắng quốc phòng đầu tiên của Việt Nam vào năm 1998. Nguyên tắc 3-0 bao gồm không liên minh quân sự với nước nào, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự trên lãnh thổ Việt Nam và không về phe nước nào chống lại một nước khác. Chính sách này đã được Hà Nội tái khẳng định nhiều lần. Sách trắng quốc phòng mới nhất công bố vào năm 2019 đổi chính sách 3-0 thành 4-0 với nội dung như sau. Việt Nam chủ trương không tham gia liên minh quân sự, không liên kết với nước này để chống nước kia, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Và giáo sư Carthay đã nói như vậy, nếu chỉ dựa trên nguyên tắc 3-0 thì chính sách quốc phòng của Việt Nam ngăn cấm việc cho Hoa Kỳ hoặc bất kỳ nước nào thuê vịnh Cam Ranh hoặc các đảo trên Biển Đông. Đây là hình ảnh Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh giới thiệu sách trắng quốc phòng năm 2019. Nhưng giáo sư Carthay lưu ý rằng sách trắng quốc phòng năm 2019 gợi lên triển vọng Việt Nam có thể cứu xét sửa đổi chính sách 3-0. Các đoạn sau đã gây thu hút nhiều chú ý như Việt Nam sẽ tăng cường hợp tác quốc phòng với các nước để nâng cao khả năng bảo vệ đất nước và giải quyết các thách thức an ninh chung. Và tùy theo diễn biến của tình hình trong những điều kiện cụ thể, Việt Nam sẽ cân nhắc phát triển các mối quan hệ quốc phòng, quân sự cần thiết với mức độ thích hợp trên cơ sở tôn trọng, độc lập, chủ quyền
thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, cũng như các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, hợp tác cùng có lợi vì lợi ích chung của khu vực và cộng đồng quốc tế. Việt Nam chiếm từ 49 đến 51 tiền đồn trên Biển Đông, trải rộng trên 27 thực thể tại quần đảo Trường Sa. Theo sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế tại Washington cho biết như vậy. Và vào năm 2009, Thủ tướng Việt Nam lúc đó là ông Nguyễn Tấn Dũng loan báo các cơ sở thương mại, bảo trì, sửa chữa tàu của Việt Nam tại cảng Cam Ranh sẽ mở cửa đón các tàu hải quân của thế giới. Hoa Kỳ là nước đầu tiên nhận lời mời đưa tàu USNS Sangqua đến cảng Sài Gòn vào tháng 9 năm 2009. Vào năm 2010, Hoa Kỳ và Việt Nam đã ký hợp đồng để sửa chữa và bảo trì các tàu hải quân Mỹ. Theo giáo sư Cathay, từ hơn một thập niên nay, số tàu chiến cập cảng Việt Nam để viếng thăm chính thức hoặc để bảo trì sửa chữa ngày càng nhiều. Cảng Cam Ranh gồm một cảng quân sự và một cảng dân sự. Cảng quốc tế Cam Ranh, cảng dân sự chính thức đi vào hoạt động vào tháng 3 năm 2016. Đây là hình ảnh đoàn các nhà lập pháp Mỹ do ông John McCain dẫn đầu đến thăm tàu US John McCain tại quân cảng Cam Ranh, Khánh Hòa vào ngày 2 tháng 6 năm 2017. Tàu hải quân đầu tiên của Mỹ trở lại Cam Ranh là tàu tiếp liệu đạn dược của hạm đội 7, chiếc USNS Richard Boyd ghé Việt Nam vào tháng 8 năm 2011. Trong năm 2016, có tới 3 tàu chiến Mỹ đã ghé thăm cảng dân sự Cam Ranh gồm USS John McCain, USS Frank Gray và USS Mutin. Hoa Kỳ từ lâu đã chủ trương dàn xếp các điểm tiếp nhận chứ không lập căn cứ, dựa trên lập luận rằng căn cứ có vị trí cố định, dễ là mục tiêu bị tấn công, trong khi điểm tiếp nhận cho phép Hoa Kỳ tiếp cận các cơ sở đó vào những thời điểm khác quan trọng như thảm họa thiên nhiên hay một cuộc khủng hoảng nào đó. Cho nên, theo giáo sư Thayen, có khả năng Hoa Kỳ sẽ điều đình với phía Việt Nam để cho phép các tàu chiến của Mỹ được thường xuyên cập cảng Việt Nam hơn là thuê một cơ sở để thiết lập căn cứ cố định. Hoa Kỳ đã có nhiều căn cứ quân sự ở Thái Bình Dương như Yokosuma ở Nhật Bản, đảo Guam như ở Hawaii và nhất là các tàu chiến của Mỹ có khả năng nhận tiếp tế trên biển. Gần đây, vì những động thái ngày càng gây hấn của Trung Quốc đe dọa chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam ở Biển Đông, Việt Nam và Mỹ đã có cuộc đàm phán nhằm nâng mối quan hệ đối tác toàn diện lên thành quan hệ đối tác chiến lược. Tuy nhiên, theo chuyên gia này, chính phủ Việt Nam sẽ vô cùng thận trọng trong việc áp dụng bất kỳ thay đổi nào với chính sách ngoại giao và quốc phòng dài hạn trong thời gian tới đây. Và trước Đại hội Đảng lần thứ 13 diễn ra thì điều đó gần như chưa thể xảy ra. Và dự kiến Đại hội Đảng sẽ được diễn ra vào trong quý 1 năm 2021. Ông nói tiếp, căn cứ trên quá khứ, Việt Nam có nhiều khả năng tiếp tục chính sách đa dạng hóa và đa phương hóa trong các quan hệ với các cường quốc trên thế giới. Do đó, sẽ khó có chuyện Việt Nam liên kết với Mỹ để chống Trung Quốc. Giáo sư Thayen đã nói điều này giải thích vì sao ông đi đến kết luận là khó xảy ra chuyện Việt Nam cho Hoa Kỳ thuê cảng Cam Ranh hay một đảo nào đó ở Biển Đông để làm căn cứ. Mặc dù Trung Quốc khó chịu với sự xuất hiện của các tàu chiến, khu trục hạm, phi cơ anh tạc chiến lược của Mỹ ở Biển Đông vẫn diễn ra như một tín hiệu mạnh của Mỹ đối với các nơi trên thế giới. Đây là hình ảnh tàu tấn công đổ bộ USS American của Hải quân Mỹ đang hiện diện trên Biển Đông. Tin tức cho hay, Hoa Kỳ từ ngày 1 tháng 5 đã điều động 4 oanh tạc cơ B-1B cùng với 200 quân nhân từ căn cứ không quân Dix ở Texas đến căn cứ Andrews trên đảo Guam ở Thái Bình Dương. Trong đó, 3 oanh tạc cơ chiến lược B-1B của Mỹ đã bay thẳng đến căn cứ Guam trên Thái Bình Dương. Phi cơ này còn lại bay đến Nhật Bản nhằm tập huấn với hải quân của Hoa Kỳ tại khu vực. Không lâu trước đó, vào hôm 30 tháng 4, hai oanh tạc cơ B-1B Lance có khả năng mang theo nhiều vũ khí hơn B-52, bao gồm bom dẫn đường, chóc, đam và tên lửa hành trình chống hạm, xuất phát từ căn cứ Nam Dakota của Mỹ, đã có phi vụ bay diễn tập trong vòng 33 giờ với trọng tâm nhấn mạnh vào Biển Đông. Tôi nghĩ đây là một tín hiệu khá mạnh so với các nước trước đây. Mỹ cũng có những hoạt động ấy, nhưng bây giờ tình hình lại khác. Đấy cũng có thể hiện một quyết tâm của Hoa Kỳ trong việc sẵn sàng ngăn cản các hoạt động phi pháp của Trung Quốc. Nguyên trưởng ban biên giới chính phủ Việt Nam, tiến sĩ Trần Công Trục đã nói với đài BBC London vào hôm 4 tháng 5 năm 2020 như vậy. Tiến sĩ Trần Công Trục nhắc lại nhận định của ông là Trung Quốc muốn độc chiếm Biển Đông, nên rõ ràng có sự có mặt của Hoa Kỳ và Úc, Ấn Độ chẳng hạn thì họ rất không đồng ý, khó chịu. Nhưng không thể nào vì thái độ đó mà các nước
họ ngưng lại các hoạt động của mình để cho Trung Quốc muốn làm gì thì làm. Cũng từ Hà Nội vào hôm thứ Hai, từ Viện Nghiên cứu Chính sách Pháp luật và Phát triển, Viện trưởng Hoàng Ngọc Giao đã nói với đài BBC ở London rằng các diễn biến tàu hải quân và phi cơ Mỹ hoạt động ở Biển Đông vừa thể hiện chính sách nhất quán của Mỹ, vừa là một tín hiệu cảnh báo. Và ông nói tiếp, việc này Mỹ gần đây đã điều hai oanh tạc cơ chiến lược B-1B Lance đến vùng Biển Đông bay từ lãnh thổ Mỹ với thời gian hơn 30 tiếng đồng hồ, thể hiện một chính sách nhất quán của Mỹ về việc đảm bảo tự do, an ninh, an toàn hàng hải cũng như an ninh của chiến lược về Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương rộng mở và tự do. Nó cũng khẳng định sự nhất quán về chính sách cũng như quyết tâm của chính phủ Mỹ với đảm bảo duy trì hòa bình và an ninh và ổn định ở khu vực này. Thứ hai, đây cũng là một hoạt động và động thái có thể hiểu như một sự cảnh báo đối với những hành động có tính chất hung hăng và khiêu khích ngày càng mạnh hơn từ phía Trung Quốc. Chính phủ Mỹ đã rất kiên định, kiên quyết thực hiện đường lối đối ngoại và quốc phòng của mình để đảm bảo an ninh trong khu vực. Và giáo sư Hoàng Ngọc Giao không cho rằng động thái này có thể làm thay đổi các kế hoạch từ trước và toan tính hiện nay của Trung Quốc. Đây là hình ảnh hành trình của tàu khảo sát địa chất Hải Dương 8 của Trung Quốc kèm theo một tàu hải giám luôn đi cạnh để bảo vệ ở vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia và vùng chồng lấn với Việt Nam trên Biển Đông cho đến tối ngày 5 tháng 5 năm 2020. Trung Quốc muốn thực hiện được cái gọi là lợi ích cốt lõi, tức là độc chiếm Biển Đông cũng như đồng thời đe dọa độc lập của Đài Loan, đe dọa quyền tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông với các quốc gia. Hiện nay Trung Quốc đang gặp rất nhiều khó khăn do dịch cúm Vũ Hán, với ngày càng nhiều có bằng chứng về việc thiếu trách nhiệm của chính quyền Trung Quốc để lây lan rộng rãi đại dịch. Và điều này càng làm cho Trung Quốc bị cô lập, càng làm cho nội bộ Trung Quốc có vấn đề. Do đó, họ muốn quấy động những vấn đề quốc tế để đánh lạc hướng dư luận, cũng như nhằm giải tỏa những mâu thuẫn khó khăn trong nội bộ, nội địa Trung Quốc. Và vì thế, tôi không nghĩ là Trung Quốc sẽ sớm chùn bước. Theo tôi nghĩ, thì họ vẫn có thể tiếp tục những hành động khiêu khích, bắt nạt và thậm chí sử dụng quân sự hoặc dưới vỏ bọc hoặc mặt nạ gọi là dân sự để thực hiện những hành vi vũ trang cũng như đe dọa sử dụng vũ lực đối với các nước trong khu vực. Khi được hỏi Việt Nam cần có hành động và chính sách gì để tự vệ hoặc đảm bảo các quyền lợi và lợi ích hợp pháp chính đáng của mình ở Biển Đông và khu vực trong thời gian hiện nay và tới đây, Phó giáo sư Hoàng Ngọc Giao đề cập chính sách 3-0 của Việt Nam như sau. Việt Nam có chính sách 3-0 công bố như một chính sách chính thức trong sách trắng quốc phòng của chính phủ Việt Nam. Nhưng nếu hỏi là chính sách này có được nhân dân hưởng ứng và tán thành hay không thì tôi nghĩ là khó có chuyện đó. Bởi vì người dân rất là mong muốn, có thể là chưa liên minh được ngay với Hoa Kỳ rồi các nước trong khu vực như Úc, Nhật Bản hay Ấn Độ, nhưng ít nhất cũng phải tăng cường hữu hiệu sự hợp tác về an ninh, quốc phòng. Thế nhưng chính sách 3-0, sách trắng quốc phòng của Việt Nam rõ ràng gây ra những thất vọng đối với rất nhiều người ở Việt Nam. Động thái hợp tác về mặt quân sự đến nay vẫn còn lỏng lẻo, rời rạc, không phù hợp với tình hình nước sôi lửa bỏng như hiện nay, là chủ quyền biển đảo của Việt Nam đang bị Trung Quốc đe dọa một cách nghiêm trọng. Phó giáo sư Hoàng Ngọc Giao đưa ra nhận định như vậy. Nhà nước Việt Nam hiện nay đang nằm ở thế kẹt giữa một bên là Đảng Cộng sản Việt Nam, vẫn sử dụng ý thức hệ theo chủ nghĩa Cộng sản đầy lạc hậu, phụ thuộc và tương đồng với nhà nước Cộng sản ở Trung Quốc. Mặt khác, chính phủ lại muốn mở rộng quan hệ đa phương, đặc biệt là với Mỹ và châu Âu và các nước dân chủ tự do trên thế giới. Nhà cầm quyền Trung Quốc gần đây đã lộ rõ bộ mặt bành trướng và bá quyền khi họ liên tục gửi các công hàm đến Liên Hợp Quốc tuyên bố chủ quyền tại các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa vốn của Việt Nam và yêu cầu quân đội Việt Nam và người dân đang sống ở những hòn đảo này phải lập tức rút ra khỏi các vùng biển. Không có con đường nào khác, Đảng Cộng sản bắt buộc phải thay đổi và chuẩn bị cho một lộ trình nhằm sớm chuyển đổi sang thể chế dân chủ như các nước văn minh thì mới có thể hợp tác được với các nước này và trả lại quyền làm chủ đất nước cho người dân Việt Nam. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, thứ Sáu, ngày 8 tháng 5 năm 2020 với bản tin Liệu Việt Nam có dùng lá bài chủ cho Mỹ thuê Cam Ranh hay không? Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de